Có lẽ trong khoảng thời gian vừa qua, mọi thứ diễn ra ở Barcelona không khác gì một mớ hỗn độn. Các Cule có lẽ sẽ chẳng thể nào tin được đội bóng con cưng của họ lại có ngày rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế này. Cuộc chiến giữa ngôi sao số 1 đội bóng Lionel Messi với ban lãnh đạo vẫn chưa đi đến hồi kết khi chủ tịch Bartomeu nhất quyết không để cho Messi rời đi nếu như không nhận lại đủ 700 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng. Trong khi Blaugrana vẫn chưa thể mang về cái tên nào, thì những trụ cột đội bóng này đang lần lượt khăn gói rồi Camp Nou. Sau hai cái tên gần như chắc chắn sẽ rời Barca là Messi và Luis Suarez, thì người tiếp theo nối gót hai người đồng đội của mình chính là chàng lãng tử tóc vàng Ivan Rakitic. Barcelona sau một mùa giải thất vọng dưới trận của Gerardo Martino đã tiến tới một quyết định táo bạo trên thị trường chuyển nhượng năm đó khi chi mua hàng loạt những tân binh về Camp Nou. Ngày 1 tháng 7, gã khổng lồ xứ Catalonia đón về một chàng trai Croatia với một mái tóc vàng óng lãng tử đến từ Sevilla. Ở một mùa hè mà đứa con La Masia, Cesc Fàbregas quyết định chia tay Barca để quay trở lại nước Anh, bên cạnh đó là việc Xavi đã sa sút phong độ do ảnh hưởng bởi tuổi tác, người ta bắt đầu hoài nghi về bản hợp đồng trị giá 18 triệu euro từ Sevilla. Các cuộc tìm kiếm về cái tên Ivan Rakitic của các Cule bắt đầu. Anh ta là ai? Liệu đối đáp có phù hợp với Barca hay không? Có thể thấy được Xavi không? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra cho chàng trai hào hoa người Croatia. Để rồi, không mất quá nhiều thời gian, Ivan Rakitic đã chứng minh phong độ tuyệt vời của anh đã đẩy huyền thoại Xavi lên mặt ghế dự bị trong mùa giải cuối cùng ở Camp Nou. Chỉ trước đó một mùa, Rakitic đã có một mùa giải tuyệt hay trong mùa áo Sevilla và góp công lớn như đội bóng xứ Andalusia giành chức vô địch Europa League. Thậm chí, sự xuất hiện của Rakitic ngay trong mùa giải đầu tiên chính là nhân tố quan trọng để Barca hoàn tất cú ăn ba lịch sử lần thứ hai. Và kế đó là cú ăn năm thần thánh để kết thúc một năm 2015 đầy tuyệt vời của gã khổng lồ xứ Catalonia. Ở trận chung kết Champions League gặp Juventus, chính Ivan Rakitic là người ghi bàn thắng mở tỷ số. Nhắc đến Barcelona, thời đội bóng này vẫn còn Xavi, người ta cứ mãi ám ảnh thứ bóng đá tiki-taka đã gắn liền với trụ đạo của Pep Guardiola. Nhưng ở thời điểm Ivan Rakitic đến, thứ bóng đá đó bắt đầu thoái rào. Chính xác hơn là bị các đội bóng khác bắt bài và hóa giải kể từ sau trận bán kết với Chelsea ở mùa giải 21-22. Ngày Rakitic đến, những người hâm mộ kỳ vọng chàng lãng tử người Croatia sẽ tiếp bước người đàn anh Xavi hồi sinh lại thứ bóng đá đẹp mắt năm nào lên một tầm cao mới. Nhưng không, chính Ivan Rakitic đã đặt dấu chấm hết cho thứ bóng đá mang tên tiki-taka đã lỗi thời đó. Bằng lối chơi đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, Rakitic mang đến sự lột xác nơi tuyến giữa cho Blaugrana. Thời Pep Guardiola, Barca chỉ chú trọng vào những đường chuyền ngắn, khả năng di chuyển định hướng vị trí đồng đều đến từ các vị trí trên sân. Nhưng khi Ivan Rakitic đến, Barca đã thay đổi với những đường treo bóng vượt tuyến. Hàng nhiều trước đó, họ chỉ thường phối hợp vào vòng cấm mới bắt đầu kết thúc một pha tấn công. Nhưng khi có Ivan Rakitic, cầu thủ người Croatia sẵn sàng nã những quả rocket thương hiệu để định đoạt trận đấu. Lối chơi của anh đơn giản nhưng lại hiệu quả đến lạ thường. Cesc Fàbregas từng trở về Camp Nou sau nhiều năm lưu lạc tại xứ sương mù lạnh giá. Nhưng dưới cái bóng quá lớn của Xavi, Iniesta, Busquets, Fabregas đã không thể tỏa sáng như kỳ vọng để rồi trở lại nước Anh sau 3 mùa giải. Thiago Alcantara, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất bóng đá thế giới thời điểm hiện tại, đã từng phải bán sớ khỏi Barca khi anh biết mình không thể cạnh tranh với ba cái tên kể trên. Không chỉ dừng lại ở đó, những Santi Cazorla, David Silva, Mikel Arteta, Juan Mata, Fabregas chính là nạn nhân của Xavi, Iniesta, Busquets khi họ thi đấu cùng nhau tại tuyển Tây Ban Nha. Ấy thế mà, một cầu thủ người ta từng cho rằng ban lãnh đạo Barca đã bị điên khi chưa mổ về trong bối cảnh Xavi vẫn còn thi đấu đã thế chỗ chính vị trí huyền thoại người Tây Ban Nha trong xuyên suốt gần 6 mùa giải vừa qua. Ngày đó, không chỉ với các fan trung lập, ngay cả các Cule cũng từng hoài nghi về Ivan Rakitic liệu anh có thể là một Xavi thứ hai hay không? Và những gì mà Rakitic thể hiện trên sân đã đáp trả cho câu hỏi đó. Không, chẳng có một Xavi thứ hai nào cả, hay nói chính xác hơn, mối tiền vệ như Xavi đã tuyệt chủng trong bóng đá hiện đại. Ivan Rakitic đứng trên mặt cỏ Camp Nou là chính anh, là duy nhất và sẽ chẳng ai là một bản sao của ai cả. Lẽ dĩ nhiên, Rakitic chẳng thể nào đạt đến đẳng cấp như Xavi, nhưng trong những năm khoác màu áo đỏ lam, chàng tiền vệ này cho thấy anh quan trọng như thế nào trong hệ thống của Barca. Chúng ta biết rằng Luis Enrique đã thành công với một công thức mới từ Barca, khả năng trực diện, chuyển đổi trạng thái nhanh và thiên biến vạn hóa trong lối chơi. Nhắc đến Barca của Lucho, người ta sẽ không chần chừ mà nhắc đến tam tấu MSN. Thế nhưng, để bộ ba đó có đất dụng võ như vậy,
chiếc chìa khóa trong đội hình của Luis Enrique chính là Rakitic. Với cầu thủ mặc áo số 4, khả năng phòng ngự tuyến 2 của Barca được cải thiện, tốc độ chuyển từ phòng ngự sang phản công diễn ra nhanh hơn. Có Rakitic, Sergio Roberto sẽ an tâm trong công việc dâng cao hỗ trợ tấn công. Iniesta và Messi được giảm bớt gánh nặng nơi tuyến giữa. Không chỉ dừng lại ở đó, sự góp mặt của Ivan Rakitic giúp Barcelona cân bằng cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Và thi thoảng, khán đài lại ồ lên vì một quả tên lửa được Rakitic ghi vào khung thành đối thủ. Rakitic có đầy đủ những phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu, từ kỹ thuật, tốc độ đến thể chất trong những pha tranh chấp tay đồ đáng kinh ngạc. Chính điều này giúp những huấn luyện viên của Barca, từ Luis Enrique đến Ernesto Valverde, luôn tận dụng Rakitic gần như mọi vị trí nơi hàng tiền vệ. Dù thiếu vị trí nào, từ số 8 hay số 6, Rakitic cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cách Ivan Rakitic được các đời huấn luyện viên tận dụng thể hiện trực tiếp qua số phút ra sân thi đấu của anh. Ngoài Messi và Ter Stegen, Rakitic là một trong những cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất bên phía Barca trước khi Frankie de Jong xuất hiện. Ngay từ những ngày còn ở nước Đức trong mùa áo Schalke 04, Ivan Rakitic đã được rèn luyện trong một môi trường đầy áp lực và khắc nghiệt dưới bàn tay của Felix Magath. Để làm việc được với Felix Magath, bạn phải có một thể lực và sức chịu đựng phi thường. Mỗi khi kết thúc một buổi tập, bạn rã rời mà không bước nổi về nhà, và thậm chí bạn còn không biết ngày mai tập buổi sáng hay buổi tối. Mọi thứ đều có thể xảy ra, bổ ích thì bổ ích đấy, nhưng kinh khủng thì cũng muôn vàn kinh khủng. Nhưng có lẽ chính nhờ những bài học đắt giá như vậy, Ivan Rakitic đã tạo nên một khả năng thích nghi cực tốt dù cho anh thi đấu ở bất kỳ đội bóng nào, Sevilla cho đến Barcelona. Thì còn khoác áo Sevilla, Ivan Rakitic là nhạc trưởng trong lối chơi của đội bóng xứ Andalusia. Thế nhưng khi khoác áo Barca, vai trò của tiền vệ người Croatia đã thay đổi hoàn toàn. Có hai từ để miêu tả đúng nhất về vai trò của Ivan Rakitic ở Barca, đó chính là người hầu. Đừng hiểu nhầm, hai từ này không mang hàm ý mỉa mai, nhưng nó cho thấy rõ những gì mà Rakitic đã làm tại Barca. Với Messi trên sân, cầu thủ người Argentina dù có vị trí cánh phải trong sơ đồ xuất phát, nhưng Leo lại thường xuyên bó vào trung lộ, và anh cũng rất lười trong việc lùi về hỗ trợ phòng ngự. Đó chính là lúc Ivan Rakitic cần phát huy toàn bộ nhiệm vụ khỏa lấp khoảng trống của anh. Mọi khoảng trống mà Messi để lộ ra, Rakitic cần phải đảm đương hết chúng. Từ việc tiền vệ lệch phải, lệch trái cho đến tiền vệ phòng ngự, Rakitic bao hết tất cả chúng trên sân. Thậm chí một vài thời điểm, anh đóng luôn vai trò chạy cánh trong sơ đồ 4-4-2. Phải làm nhiệm vụ khỏa lấp những khoảng trống, Rakitic là một trong những cầu thủ di chuyển nhiều nhất trên mặt sân. Có Rakitic, anh tạo điều kiện để Messi bùng nổ hết mức có thể trên sân để tạo nên sự khác biệt. Nói cách khác, Rakitic là người hầu của riêng Messi, và chắc chắn nếu không có Rakitic, cánh phải của Barca sẽ là tử huyệt để mọi đối phương khoét vào nhiều nhất. Tôi chạy cho Messi vì anh ấy xứng đáng được như vậy, Rakitic từng trả lời phỏng vấn như vậy khi được hỏi về việc anh làm điểm tựa cho Messi thoải mái như thế nào. Sau trận El Clasico ở vòng 26 La Liga mùa giải 2018-2019, Jose Mourinho đã không tiếc lời ca ngợi tài năng của Ivan Rakitic. Đã từ lâu, tôi muốn nói rằng Ivan Rakitic là một trong những cầu thủ bị đánh giá thấp so với tài năng thật sự của cậu ấy trên thế giới. Cậu ấy là một tiền vệ xuất sắc mọi khía cạnh, cậu ấy phòng ngự hiệu quả bên cánh phải để khỏa lấp cho Messi, cậu ấy chạy hàng dặm liền khi kiểm soát bóng, cậu ấy cho thấy sự xuất sắc đơn giản như là hiệu quả. Trong mùa giải vừa qua, Ivan Rakitic đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu của tuổi tác một cách rõ rệt. Anh không còn giữ được vị trí chính thức trong đội hình và đôi lúc lại thể hiện một phong độ tương đối thất thường trên sân. Thế nhưng đừng vội lên những điều đó để đánh giá Rakitic đã hết thời, bởi ngay trước đó một mùa giải, tức mùa 2018-2019, Rakitic chính là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất của Barca. Đó là mùa giải Barca có được chức vô địch La Liga, và nếu không có cơn ác mộng tại Anfield 4-0, có lẽ El Blaugrana cũng đã có thêm một chức vô địch Champions League đầy mỹ mãn, và người ta sẽ lại hô vang tên Ivan Rakitic như một chiến binh thầm lặng của sân Camp Nou. Nhưng thà ngồi, đôi khi ông trời lại thường tìm cách trêu ngươi số phận của người khác. Sau tất cả những gì Ivan Rakitic đã cống hiến tại Camp Nou, có lẽ ban lãnh đạo Barca chưa bao giờ xem trọng anh tại đội bóng này. Ngay trong mùa hè 2019, rộ lên rất nhiều tin đồn về việc Barca sẽ bán Rakitic. Những người đứng đầu đội bóng này sẵn sàng để tìm về người Croatia rời đi. Rất nhiều đội bóng hàng đầu đã liên hệ, trong đó có PSG hay Man United. Nhưng cuối cùng, bằng tình yêu của mình dành cho Barca, Ivan Rakitic đã lại Camp Nou sau một kỳ chuyển nhượng đầy giông bão khi người ta nghĩ rằng anh sẽ rời đi. Thêm một mùa giải nữa gắn bó với Barca, thế nhưng những gì Ivan Rakitic nhận lại chỉ là sự bạc bẽo, nỗi thất vọng trong một mùa giải mà tất cả đồng lại chỉ là hai từ: thảm họa. Không có ban lãnh đạo, thậm chí ngay cả chính những cầu thủ viên Barca, những người từng rất yêu quý Ivan Rakitic cũng trở mặt quay lại chỉ trích anh. Tháng 4 vừa qua, Rakitic đăng một tấm ảnh gợi nhắc thắng lợi 3-0 của Croatia trước Argentina ở World Cup 2018.
đó là Tamán Rakitić đã vượt qua Lionel Messi khi cả hai đối đầu nhau ở đội tuyển quốc gia. Và thế là vô số các cú lê lao vào chửi rủa Rakitić một cách thậm tệ nhất có thể. Người ta cho rằng Rakitić đã chọc giận Messi, vì thế anh cần phải bị bán đi ngay. Liệu có xứng đáng không để Rakitić nhận phải những lời lẽ như vậy từ chính những người trong quá khứ đã từng rất yêu mến mình? Khi anh không còn giữ được phong độ đỉnh cao, họ quay mặt và xem anh như một cái gai trong mắt không hơn không kém. Cứ cho là hàm ý tấm ảnh đó Rakitić chế giễu Messi, vậy thì suốt bao nhiêu năm qua, tại sao anh cứ phải chạy thật nhiều chỉ để phục vụ cho Messi, để rồi mang đến những gì tốt nhất cho câu lạc bộ này? Không chỉ có vậy, Ivan Rakitić cũng tiếp tục là nạn nhân của tâm điệp chỉ trích khi anh ăn mừng chiếc vô địch Europa League của Sevilla. Đó là thời điểm không lâu sau khi Barca phải nhận thất bại nhục nhã 2-8. Ban lãnh đạo Barcelona đã cực kỳ khó chịu về điều này, và cái tên Rakitić cũng là một trong số những cái tên đầu tiên cần bị thải loại trong mùa tới. Ivan Rakitić từng phát biểu trên tờ El Mundo Deportivo: "Đừng đối xử với tôi như một bao tải khoai tây, muốn làm gì thì làm. Tôi muốn tiếp tục thi đấu ở một nơi mà tôi cảm thấy được tôn trọng. Ở đây hay ở bất kỳ đâu, tôi sẽ thi đấu cho câu lạc bộ mà họ muốn tôi, họ cần tôi, và chính tôi sẽ là người quyết định điều đó. Tôi yêu cầu sự tôn trọng từ mọi người. Tôi không thể hiểu nổi và cảm thấy đau đớn khi bị đối xử như vậy, dù đã cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng này." Sau tất cả, Ivan Rakitić cũng nói là chia tay Barca để trở về Sevilla sau 6 năm gắn bó. Trong thương vụ trở về này, Sevilla sẽ trả trước 1,5 triệu euro cho Barca, cộng thêm 9 triệu euro tùy vào thành tích của tiền vệ người Croatia. Khi mà Barca cho thấy họ không còn cần Ivan Rakitić nữa, có lẽ quyết định trở về sân Ramon Sanchez Pizjuan sẽ là một quyết định đầy đúng đắn của tiền vệ này. Anh cần thi đấu ở một nơi mà người ta cần anh, thay vì cứ luôn xem anh như một quân cờ, để rồi đối xử một cách bạc bẽo như một kẻ làm công ăn lương. 6 mùa giải cống hiến tận tụy cho đội chủ sân Camp Nou, Ivan Rakitić góp phần mang về 4 La Liga, 1 Champions League, 4 cúp nhà vua, 2 siêu cúp Tây Ban Nha, 1 siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup, cùng với 40 bàn thắng và 44 kiến tạo sau 346 trận đấu. Và hơn hết, thứ mà Rakitić mang lại cho Barca là sự tận hiến thầm lặng, là sự hy sinh vì tập thể, vì Messi. Ngày Ivan Rakitić đến Camp Nou, sân vận động này chào đón anh như một cầu thủ bình thường. Để rồi, sau tất cả những gì anh đã làm cho đội bóng xứ Catalonia, là một cuộc chia tay không kèn không trống, mà thậm chí chất chứa trong đó là những nỗi uất ức khó nói nên lời. Không quá khi nói rằng Ivan Rakitić chính là tiền vệ xuất sắc nhất của Barca sau thế hệ của Xavi, Iniesta. Fabregas có thể không thành công ở Camp Nou, nhưng người kế nhiệm chiếc áo số 4 đã đảm nhiệm quá tốt vai trò này trong suốt 6 năm. Và chắc chắn một điều, trong suốt những năm đỉnh cao của sự nghiệp, Ivan Rakitić là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới, nhưng cũng là người bị đánh giá thấp nhất thế giới. 18 triệu euro ở mùa hè 2014, đó chắc hẳn là một vụ cướp từ bộ phận chủ nhiệm của Barca cho chữ ký của Ivan Rakitić. Messi World Club, thứ tư tưởng Barca luôn tự hào suốt hơn 100 năm tồn tại, giờ đây lại đang bị những kẻ đứng đầu phá nát qua cái cách họ đối xử với cầu thủ của mình. Ivan Rakitić sau ngần ấy năm cống hiến xứng đáng với một vị thế mà anh cần phải có, thay vì bị xem như một tên lính đánh thuê. 6 năm là một khoảng thời gian đủ dài. Rakitić đã đi thật xa để trở về Sevilla, mái nhà mà anh xứng đáng thuộc về. Và chúng ta cũng đừng ngạc nhiên nếu như trong tương lai Ivan Rakitić lại ghi bàn vào lưới của Marc-André ter Stegen như một cách để đáp trả ban lãnh đạo Barca hiện tại với thông điệp: các người đã sai khi đối xử như vậy với tôi. Sẽ đến lúc anh nói tạm biệt nơi đây, tiếc nuối bao ngày thơ của một thời, ngày mới tay lớp xa lạ không quen nhé, nơi này bao.